Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với Nghiện Nhà Vinhome. Ngày hôm nay thì tôi sẽ đưa đến quý anh chị những cái thông tin mới nhất cũng như là tiến độ xây dựng mới nhất về dự án The Pavilion tại Vinhome Ocean Park. Mẹ ơi, thế giới trong mắt con là Pavilion, ốc đảo xanh sinh thái trong lòng quận Ocean. Trước mắt quý anh chị là đường Lý Thánh Tông. Và phân khu The Pavilion thì nằm ngay bên cạnh đường Lý Thánh Tông. Và đối diện với qua đường Lý Thánh Tông phía bên kia là hồ công viên trung tâm của huyện Gia Lâm, rộng 28,2 hectare. Và phân khu The Pavilion là phân khu đầu tiên có hai hầm để xe tại Vinhome Ocean Park. Nếu quý anh chị nào mà đã tìm hiểu về Pavilion thì cũng biết là Pavilion có sở hữu được hai hầm để xe và nhà để xe 5 tầng ở ngay bên cạnh. Trong những video trước thì Nghệ Nhà Vinhome đã phân tích cho quý anh chị những cái ưu nhược điểm của cả 3 tòa, thậm chí là 4 tòa tại phân khu The Pavilion này rồi. Thì quý anh chị nào mà chưa tìm hiểu được kỹ thì có thể là nghiên cứu những cái video trước của Nghệ Nhà Vinhome. Trước mắt quý anh chị có thể thấy là tiến độ hiện tại của phân khu The Pavilion thì cũng cực kỳ là nhanh. Những cái video trước của Nghệ Nhà Vinhome khi mà quay tiến độ ấy, thì là lúc đó thì Pavilion mới xây được đến khoảng tầng 2. Nhưng hiện tại thì là có thể nói là phân khu The Pavilion này đã xây đến tầng 4, tầng 5 như quý anh chị thấy ở đằng trước mắt. Và không thể kể đến đó là phân khu The Pavilion nằm trong cái quần thể The Ocean View, là một trong những cái phân khu đầu tiên và duy nhất được chủ đầu tư Vinhome đầu tư xây dựng cho một cái quảng trường nằm ở giữa phân khu The Ocean View. Và diện tích xây dựng của quảng trường này sẽ rơi vào tầm 1,5 hectare, thì hứa hẹn sẽ là cái nơi mà cư dân Pavilion hay Gem Park có thể qua đây nghỉ ngơi cũng như là khách hàng đến chơi có thể tham quan quảng trường tại The Ocean View. Và ngay bên cạnh đó là đảo Ngọc Trai. Hiện tại thì với những cái chính sách của chủ đầu tư Vinhome thì hiện tại tòa B3 Premium của The Pavilion thì đang có những cái chính sách cực kỳ tốt. Và đặc biệt là tòa này sẽ được xây theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Quý chị nào mà đang quan tâm đến những căn hộ tại Pavilion này thì có thể liên hệ trực tiếp với Nghệ Nhà Vinhome với số điện thoại trên màn hình để có thể tư vấn và chọn căn cho quý anh chị. Đặc biệt là những quý anh chị nào mà đang tìm hiểu về phân khu Pavilion này. Về tòa P3 Premium này thì quý anh chị nào mà đã theo dõi Nghệ Nhà Vinhome từ những cái video trước thì có thể biết được rằng là cái tòa Premium này thì thiết kế khác, gần như khác rất nhiều so với 3 tòa còn lại. Và đặc biệt là nó có rất nhiều những tiện ích trong nhà như bể bơi 4 mùa hay là bể sục thì đều có ở trong tầng 13 của tòa Premium này. Hiện tại thì công nhân tại phân khu The Pavilion này đang thi công ngày đêm và rất gấp rút để có thể bàn giao đúng tiến độ cho cư dân vào khoảng quý 1 năm 2024. Thông tin về chính sách cũng như là quỹ căn còn lại thì quý anh chị xem những video trước của Nghệ Nhà Vinhome hoặc có thể liên hệ trực tiếp với Nghệ Nhà Vinhome. Còn bây giờ thì mời quý anh chị tham quan những cái tiến độ xây dựng của The Pavilion tại Vinhome Ocean Park nhé.